Này, tuần này em không về nhà. Tuần này bố mẹ em về quê ăn cưới, em về cũng chả có ai. Ê, hay về nhà chị cho vui. Thôi, chị còn phải để em đi kiếm người yêu nữa chứ. Anh Dũng nhá. Thôi, không phải gu của em. Em thích quả khác cơ. Ai? Nói ngay, nhanh. Bỏ qua đi. Chăm. Này, vụ chị với bà Hân cãi nhau là vì anh Vinh à? Trẻ con nhiều chuyện. Đi mà, đúng không? Em cũng nghĩ là chị đeo bám quyến rũ người ta đấy à? Không, là người ta đeo bám quyến rũ chị. Nói vậy còn nghe được. Ôi ôi, bà chị của tôi ơi, người ta mới chỉ rắc cho chị một hạt tính thôi mà chị đã cắn ngập cả mồm rồi. Kêu một tí thì còn có giá, chưa kêu quá là căng đấy. Riêng anh Vinh vứt đi đâu cũng có con gái theo. Chị mà yêu ông ấy là phải cẩn thận đấy. Sảnh ra một cái là con đứa nó vọt luôn. Này, thấy yêu chưa? Hay là chỉ thích thôi? Im lặng là thừa nhận. Chỉ thích anh Vinh có phải không? Mấy đêm nay tương tư không ngủ được có đúng không? Nào, từ từ, nào như nào, kém nghe. Nào, ngồi xuống, kể xong em mới cho về. Kìa, chị kể đi. Thì chị nghĩ chị có một chút cảm nắng. Biết ngay mà. Nhưng mà bọn chị, giữa bọn chị làm sao? Bố Nam bảo chị đã được vào lại đội tuyển. Chúc mừng chị yêu. Cả nhà chờ chị về liên hoan nhá. Anh Dũng biết chuyện chị thích người khác chưa? Chắc là biết rồi. Đau lòng thật đấy. Không đến mức đấy. Đã có gì đâu mà đau lòng. Bình thường mà. Không bình thường được. Hoặc là anh quá lở che giấu. Anh Dũng thích chị lâu như thế, muốn buông bỏ không dễ đâu. Làm gì có. Chắc Dũng chỉ cảm mến thôi. Cũng có thể bọn chị thân thiết với nhau từ nhỏ, nên là Dũng ngộ nhận tình cảm chị em quá nhanh thôi. Chị phải nhìn thẳng vào sự thật đi. Đừng có mà né tránh. Thích là thích thôi, ngộ nhận gì. Kể cả là như thế thì chị cũng chịu. Tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Đằng này chị chỉ xem Dũng là em thôi. Chị mà không quan tâm đến cảm xúc của anh Dũng, em chẳng tin. Quan tâm không đúng lúc, gieo cho người ta hy vọng là dở hơi lắm ý. Quả là có lý. Chị suy nghĩ kiểu gì mà lúc nào cũng thấu đáo hơn em ấy nhỉ? Tại tôi già hơn cô, sống lâu hơn cô mấy năm chứ còn sao nữa. Sao với người mình không thích thì kiên quyết thế, còn với người mình rung động thì lại chần chừ. Vì anh ấy có nhiều mối quan hệ khác, chị chưa xác thực được rõ ràng. Chị không muốn làm người thứ ba chen chân vào cuộc sống của bất cứ ai. Thế thôi. Yêu phải quả đào hoa này mệt phết nhỉ. Mà chốc thích rồi thì phải làm sao? Mà không biết người ta có thích mình hay không cơ. Chị Yên, em xin lỗi chị. Em vừa đi công việc với sếp Vinh nên không kịp xin phép chị ạ. Giờ này cậu bận thế à? Hôm trước họp phòng thì xin nghỉ, hôm nay họp dự án thì đến muộn. Cậu hay bất cứ ai trong phòng này về cơ bản trách nhiệm là ngang nhau. Tại sao mọi người thu xếp được, còn cậu thì không? Dạ, vì
Vì cậu ta đi với tôi. Có một số việc tôi cần cậu ta xử lý. Và sau này có những lúc tôi cần dùng đến cậu ta. Tôi có phải xin phép cô không? Dạ, em không dám ạ. Nhưng sếp cũng nên thông báo qua với em cho đúng quy định. Em cần nắm bắt được tình hình của nhân viên. Dũng thuộc quyền quản lý của phòng kinh doanh. Em cần nắm được công việc của cậu ấy để sắp xếp và điều chỉnh nhân sự sao cho hợp lý ạ. Tuyệt vời. Một trưởng phòng mà lo lắng công việc của công ty chu toàn hơn cả giám đốc như thế, thật là đáng mừng. Cảm ơn trưởng phòng Yên rất nhiều. Đợt này về con thấy sức khỏe của mẹ yếu đi rồi. Trang trải giao nhà mình bây giờ thì buôn bán khó khăn. Con muốn làm trụ cột kinh tế cho cả nhà, rồi còn lo cho bố mẹ với cả em nữa chứ. Con dài của bố lớn thật rồi. Mà này, làm gì thì làm, bố mẹ không thể sống với các con mãi được. Mai kia bố mẹ 250 rồi, con và em phải yêu thương đùm bọc nhau chứ, nhớ chưa? Vâng. Lấy cho bố cái nồi cơm ra đây. Trời ơi, người ta nói bà bầu đã ăn theo nhu cầu. Mình ngồi bao đi. Giờ con nó đói thì nó sẽ đòi. Đang nghe hay cứ gọi ra ăn cơm. Cô cháu mình còn cả đêm nay nữa cơ mà. Cô ơi, muốn đầu tư ấy, thì mình phải tìm hiểu và tính toán. Chứ nhiều người không hiểu, cứ lao vào ầm ầm á, rồi mất hết ý. Đúng rồi, việc này thì cô ngu ngơ lắm. Cho nên bao nhiêu người rủ dê cô có dám đầu tư đâu. À, còn một món đùi gà Tần Thuốc Bắc của mẹ Kim Cương. Anh lấy ra đây. Mẹ ơi, mai thì Hùng mà khai trương cửa hàng, chắc con phải lên sớm. Ồ, đi luôn á? Đi chứ ở mãi sao được ạ. Thế là mẹ quyết cái gì ấy? Mẹ quyết luôn đi. Kìa anh, sao cứ vội vàng thế? Để bố mẹ suy nghĩ đã. Đúng rồi, đầu tư là không được vội vàng. Mình cứ phải nick no cái bụng đã, rồi làm gì thì làm. Này, của mẹ Kim Cương đây. À, mời cả nhà. Vâng, con mời bố mẹ. Em mua quà tặng cả nhà mà, ai cũng nhận. Tại sao chị lại không nhận quà của em? Chính chị mà không tôn trọng cảm xúc của em ấy, như thế là không công bằng. Nếu em mua quà thì chị giống mọi người, chị sẽ vui vẻ nhận. Đằng này em lại tặng cho chị món quà rất đắt tiền, em phân biệt chị với mọi người, chị cảm thấy không thoải mái. Em thích phân biệt chị với mọi người vì chị là người quan trọng, vì em thích chị. Tại sao em không được tặng quà đắt tiền cho chị? Chị nói chị thích mỗi con trai giàu có hơn gì.